mình tên là Vương Bảo Ngọc ha. Thì mình làm việc ở Okru và mình làm cho nhóm Zoonosis Group. Rồi mình làm với vị trí là kỹ thuật viên xét nghiệm. Thì nghiên cứu của nhóm mình chủ yếu là tập trung nghiên cứu về những con vi khuẩn mà có thể mang mầm bệnh lây từ người, lây từ động vật sang người. Thì nhóm mình, cái đề tài mình đang theo thì tập trung là vi khuẩn đó gây bệnh ở heo và nó có khả năng lây ra bên người và gây thành tạo thành cái dịch cho người mình bị bệnh. Thì cái con vi khuẩn đó thì nó gọi là liên cầu khuẩn lợn, thì nó gây hầu hết là gây viêm màng não mủ hoặc là xuất huyết nội tạng. Lúc rảnh thì Ngọc thích xem TV, nghe nhạc, dĩ nhiên là đi chơi với mọi người rồi ra ngoài rồi cả ngày trong phòng lab, mà cho nên rất thích ra ngoài trời. Thật ra thì Ngọc không thích chơi game online cho lắm, cho nên là những cái game nào mà cài được trong máy PC thì Ngọc sẽ chơi. Thì chơi chủ yếu là mấy cái game như là game đầu tiên là game quản lý thời gian, là sau này Ngọc mới chơi. Trước đó thì Ngọc chơi mấy game như là game kim cương hoặc là mấy cái game nói hình nói chữ gì đó, đại khái giống vậy á. Nếu mà Ngọc được quay về quá khứ để chứng kiến một sự kiện khoa học thì chắc là Ngọc sẽ chọn là Ngọc được quay về cái khoảng thời gian mà vaccine phát hiện ra, vaccine. Đó là một cái bước tiến lớn trong khoa học. Nó là Ngọc cảm thấy vaccine mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho một cái thế giới nghiên cứu khoa học sau này. Đồng thời vaccine cũng nó mang đến cho Việt Nam mình rất là nhiều cái phát triển sau này. Tại vì bây giờ rất là nhiều thành tựu của vaccine mà mình vẫn còn đang áp dụng. Tại vì con người mình thường sợ những cái gì mà mình không biết, cho nên mình biết rồi thì mình sẽ không sợ nó nữa. Cho nên khoa học là mình đi khám phá những cái gì mà mình không biết, và mình tìm ra những cái nguyên tắc cơ bản nhất. Mình có thể, khoa học có thể tìm ra những nguyên tắc của tự nhiên để mà mình bắt chước theo tự nhiên. Bởi vì tự nhiên lúc nào cũng hoàn hảo nhất. Trước khi có chương trình này, Ngọc nghĩ chắc là hai cái đó nó không có correlate gì nhau cả. Nhưng mà nếu như bây giờ thì sau một số mà game lab giới thiệu, thành viên game lab giới thiệu một số game, thì Ngọc cảm thấy là nó cũng có liên quan đó chứ. Tại vì khi mà mình kết hợp được cả khoa học với lại game vô thì người ta có thể vừa giải trí mà vừa hiểu biết một cách đơn giản nhất mà người ta có thể tiếp thu được. Giống như là mình coi TV, coi giới thiệu thì mình dễ hơn là mình học bài đó.